Philippines, 14 người thiệt mạng do bão Trà My, nước ngập tới ngực. Trong thông tin cập nhật lúc 8 giờ sáng ngày 24 tháng 10, theo giờ địa phương, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Philippines cho biết bão Trà My đang di chuyển về phía Tây qua tỉnh Isabela và hướng về Biển Đông, ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ Online. Theo hãng tin Reuters, bão Trà My đã đổ bộ vào khu vực đông bắc của đảo chính Luzon, Philippines vào sáng sớm hôm nay, 24 tháng 10, buộc các trường học và văn phòng chính phủ phải đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp khi các cơ quan ứng phó thảm họa đối phó với mưa lớn và lũ lụt. Trong thông tin cập nhật lúc 8 giờ sáng ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Philippines cho biết bão Trà My với sức gió duy trì lên tới 95 km/h và gió giật lên tới 160 km/h đang di chuyển về phía Tây qua tỉnh Isabela và hướng về Biển Đông. Cơ quan này cảnh báo sẽ có mưa to đến rất to, lũ lụt, sạt lở đất và triều cường bão ở một số tỉnh phía Bắc của Philippines. Giới chức Philippines thông tin cơn bão này đã khiến ít nhất 14 người chết trên đường hướng về Philippines. Trong đó có 12 người ở thành phố Naga, gồm nhiều trường hợp chết đuối trong lũ lụt. Hàng ngàn người dân đã phải rời bỏ nhà cửa ở vùng Bicol, đông nam đảo Luzon, khi nước lũ dâng cao tới tận mái nhà. Theo hãng tin AFP, cảnh sát cho biết ít nhất 32.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở miền Bắc Philippines. Lực lượng cứu hộ Philippines đã băng qua vùng nước lũ ngập sâu tới ngực vào hôm 23 tháng 10 để tiếp cận những cư dân bị mắc kẹt do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Trà My trước khi đổ bộ. Ngân hàng Trung ương Philippines đã hủy bỏ các hoạt động giao dịch ngoại hối và tiền tệ. Philippines thường ghi nhận trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, kéo theo mưa lớn, gió mạnh và sạt lở đất chết chóc. Ghi nhận từ báo tin tức, đến sáng ngày 24 tháng 10, bão nhiệt đới Trà My đã đổ bộ vào đảo chính Luzon của Philippines, buộc các trường học và cơ quan chính phủ phải đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Philippines cho biết, tính đến 8 giờ ngày 24 tháng 10, giờ địa phương, tức 7 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, bão Trà My với sức gió tối đa duy trì ở mức 95 km/h và gió giật lên tới 160 km/h đang di chuyển về phía Tây qua tỉnh Isabela hướng tới Biển Đông. Cơ quan này cảnh báo cơn bão có thể gây mưa lớn, lũ lụt, lở đất và triều cường ở một số tỉnh miền Bắc. Trước đó, nhà chức trách Philippines cho biết bão Trà My đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng khi tiến về phía Philippines, trong đó có 12 người ở trung tâm thành phố Naga. Hàng ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực trung tâm Bicol khi nước lũ dâng cao tới mái nhà. Ngân hàng Trung ương Philippines đã hủy bỏ hoạt động giao dịch ngoại hối và tiền tệ. Mỗi năm thường có khoảng 20 cơn bão lớn và bão nhiệt đới tấn công Philippines hoặc vùng biển xung quanh, phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng, gây thiệt hại lớn về kinh tế cũng như khiến hàng chục người thiệt mạng. Bão Trà My đổ bộ, hoàn lưu bao phủ phần lớn Biển Đông. Bão Trà My, bão nhiệt đới nghiêm trọng Christine, đổ bộ vào Divilacan, Isabela, Philippines sáng sớm 24 tháng 10 với hoàn lưu bao phủ phần lớn Biển Đông, ghi nhận từ báo Lao động. Theo tin bão mới nhất, bão Christine đổ bộ vào lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 10 và giảm tốc dần khi di chuyển về phía Tây Bắc trên Bắc Luzon, Philippines. Hoàn lưu của bão rộng đến mức gần như bao phủ phần lớn diện tích của Biển Đông, thậm chí còn chồm vào đất liền ven biển Trung Trung Bộ Việt Nam, mặc dù tâm còn nằm tại phía đông đảo Luzon của Philippines. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho biết, vào hồi 4 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão nhiệt đới dữ dội Trà My ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông, trên vùng Tumauini, Isabela, phía đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 95 km/h, giật lên đến 160 km/h và áp suất trung tâm 985 HPA. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 km/h, gió mạnh cấp bão lan ra xa tới 730 km tính từ tâm bão.
trong 24 giờ tới, biển động mạnh với sóng cao lên đến 8 mét ở bờ biển của thung lũng Cagayan, vùng Ilocos và Zambales, sóng 7 mét ở bờ biển phía tây của Bataan, sóng 6 mét ở bờ biển phía tây của Batangas, bờ biển của đảo Luban. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho hay, đến 1 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão Trà My ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây khoảng 15 km/h và đi vào Biển Đông. Theo Reuters, ít nhất là 14 người đã thiệt mạng tại Philippines khi bão Trà My gây ngập lụt các ngôi làng, làm ngập các con sông và buộc hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa khi bão tiến gần đến bờ biển phía đông. Bão Trà My gợi ám ảnh bão Yagi, cơn bão đã tàn phá nặng nề Philippines hồi đầu tháng 9. Ngày 23 tháng 10, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. chỉ đạo ứng phó bão Trà My đổ bộ vào tỉnh Isabela. Tôi tin rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, chúng ta hãy cùng chuẩn bị. Lượng nước là chưa từng có, chúng ta nên theo dõi chặt chẽ, Tổng thống Marcos nói trong cuộc họp ứng phó bão. Bão Trà My đã đổ mưa lớn xuống khu vực miền trung Bicol vào ngày 22 tháng 10, buộc hàng ngàn người dân phải rời bỏ nhà cửa khi nước lũ dâng cao tới tận mái nhà gỗ. Một viên chức phụ trách thảm họa cho biết, các con sông đã tràn bờ và gây ra lũ quét. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng tại thành phố Naga, cảnh sát trưởng Erwin Rebellon cho biết. Bão Trà My trút cơn thịnh nộ, Philippines chìm trong biển nước. Ngày 22 tháng 10, Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines OCD đã chính thức kích hoạt phản ứng khẩn cấp tại 7 khu vực nhằm ứng phó với những tác động có thể xảy ra do bão Trà My, một cơn bão đang di chuyển với tốc độ nhanh và gây lo ngại về tình hình thời tiết xấu. Theo thông tin từ đài ABS-CBN News, 7 khu vực này bao gồm khu hành chính Cordillera, CR, thung lũng Cagayan, Trung Luzon, Calabasas, Mimaropa, Bicol và Đông Visaya. Tất cả các khu vực này đã được xác định là có nguy cơ cao, do đó việc ứng phó khẩn cấp là cần thiết, ghi nhận nguồn tin từ báo Người Lao Động. Ông Edgar Posadas, người phát ngôn của OCD cho biết rằng các khu vực này đã được sơ tán trước khi cơn bão đến nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân. Ngoài việc sơ tán, các đội phản ứng nhanh cũng sẽ được triển khai, cùng với các nguồn lực bổ sung để đảm bảo việc ứng phó kịp thời với các tình huống như lũ lụt và lở đất có thể xảy ra. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA, đã đưa ra cảnh báo lốc xoáy tại nhiều nơi trên đảo Luzon, cũng như tại quần đảo Dinagat và các tỉnh Đông Sama và Bắc Sama thuộc vùng Đông Visayas. Cảnh báo về gió giật cũng đã có hiệu lực đối với bờ biển phía Bắc và phía Đông của Luzon, dẫn đến việc hàng ngàn hành khách mắc kẹt tại các cảng biển do các chuyến tàu bị hủy. Tại cảng Bắc ở thành phố Manila, một tàu chở hơn 600 hành khách dự kiến khởi hành vào lúc 14 giờ chiều 22 tháng 10 đã phải hủy chuyến do tình hình thời tiết bất lợi. Nhiều hành khách mắc kẹt đã phải tìm nơi trú ẩn tại một số quầy hàng trong cảng. Tại đô thị Del Galero ở tỉnh Camarines Sur, tình hình giao thông trở nên căng thẳng khi cảnh sát và các trạm kiểm soát quân sự chặn đường để đảm bảo an toàn. Bão Trà My trút cơn thịnh nộ, Philippines chìm trong biển nước. Tính đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, gần như toàn bộ thành phố Naga ở tỉnh Camarines Sur đã bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn liên tục và gió mạnh do bão Trà My, còn được gọi là bão Christine. Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển ước tính rằng hơn 33,5 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão này. Số lượng các barangay, đơn vị hành chính nhỏ nhất của Philippines, có nguy cơ bị lở đất và lũ lụt đã tăng lên 21.213, theo báo cáo mới nhất từ Cục Mỏ và Khoáng. Tại thời điểm 16 giờ chiều 22 tháng 10, bão Trà My được xác định nằm cách đô thị Daet, tỉnh Camarines North khoảng 390 km về phía đông, với sức gió tối đa đạt 75 km/h và gió giật lên tới 90 km/h, tăng nhẹ so với các dự báo trước đó. Cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 km/h và dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Isabela thuộc vùng thung lũng Cagayan ở Luzon hoặc phía Bắc tỉnh Aurora thuộc vùng Trung Luzon vào tối 23 tháng 10 hoặc sáng sớm 24 tháng 10.
Tình hình này tiếp tục gây lo ngại cho chính quyền và cư dân địa phương, yêu cầu các biện pháp phòng ngừa và ứng phó nghiêm túc. Theo báo tin tức, Philippines đã tạm thời đình chỉ các hoạt động của chính phủ, đóng cửa nhiều trường học, trong khi Ngân hàng Trung ương dừng giao dịch ngoại tệ do bão nhiệt đới Chami đang tiến nhanh về phía bờ biển phía đông đảo Luzon của nước này. Trong bản tin 5 giờ sáng 23 tháng 10, Cơ quan Dự báo Thời tiết Nhà nước Pagasa cho biết bão Chami có sức gió 85 km/h, tầm bão ở vị trí ngoài khơi thị trấn trung tâm Virap thuộc tỉnh Catanduanes khoảng 180 km. Pagasa cảnh báo gió mạnh, mưa lớn và sóng biển dâng cao tại các thị trấn ven biển nằm trong đường đi của bão. Bão Chami đã gây mưa lớn, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Các cơ quan chính phủ và trường học trên khắp đảo chính Luzon cũng đã tạm thời đóng cửa. Tuy nhiên, văn phòng Tổng thống nêu rõ, các cơ quan liên quan ứng phó thảm họa và các dịch vụ thiết yếu vẫn mở cửa. Thank you.